Anh ơi, cảm ơn anh lại mua hàng lần nữa giúp em ạ. Cây thì hôm nay em lấy về rồi, em đóng. Hai ngày hôm qua mưa quá nên là không ra vườn được. Còn đây em lấy cây về cho anh. Đẹp, nói chung là tin chắc là anh sẽ hài lòng. Đây nó có một cái thoát thân nhất định anh nhá. Đấy, gốc rất là to, gốc to lắm ạ. Nụ sai nụ mà. Khách hàng mà đã mua rồi mua lại hàng là em cảm thấy vui lắm ạ. Nên là cố gắng gọi là phục vụ làm sao để tốt hơn để giữ được cái niềm tin của khách ạ. Cây đẹp anh nhá. Đây mang về để chuẩn bị bọc đấy ạ. Cái cây lựu đấy anh bảo là chọn cho anh cái cây là phải thoát thân. Đẹp đẹp. Đấy, cây này ít nữa anh nuôi lên để sửa thành cây một thân là rất là ok anh nhá. Đây là cây mai tứ quý nhá. Anh bảo là các cây của anh thoát thân cho anh đây. Em chọn mãi mới được cây này ạ. Tán tròn đẹp. Mà hai đứa lại nó lại còn có cái độ thoát thân nhất định. Hai cây cúc thân gỗ này. Đấy em cũng phải chọn. Hai cây nó cũng gần gần cân cân nhau. Mà hai nữa là có cái độ thoát thân nhất định. Đấy anh thích thoát thân. Nữa là cây lựu thoát thân này. Còn cây trà em bọc riêng rồi bởi vì nhiều như này không bọc được hết các cây khác. Đây là những cái hàng của mọi người. Cảm ơn anh đã ủng hộ em tiếp nhá. Lần này hài lòng nữa thì ai hỏi anh giới thiệu giúp em nhá. Em cảm ơn anh ạ.